Everybody, welcome to Health Vacate. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health Vacate. Thì hôm nay chúng ta đến với một con game Nhất Long Kiếm ha. Nào, ui sao con này nhìn nó sáng bóng đẹp dữ ta. Chơi nhân vật nào anh em? Thôi, con này đi ha. Ok, vô game. Chạy trên nền của Bách Kiếm gì? Bách Kiến truyền kỳ gì vậy? Đúng rồi. Phiên bản này. Nhận hưởng Trần Lãng, ngươi sẽ đến thời đại này với Xích Vân Chi Trạm. Trang bị tốt hơn tọ kỳ. Ôi, hình như bản này là bản Việt hóa chuẩn nè. Đúng rồi, trò chuyện cùng Ô Đình Phương. Đúng rồi, người áo đen. Bản này chuẩn nè anh em ơi. Được đấy, ngon rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đến với con Nhất Long Kiếm trên nền của Bách Kiếm gì? Bách Chiến Truyền Kỳ. Game này ngon đấy. Không phải mấy cái bản lỗi, bản lậu đồ này nọ hả? À, mà hình như là cũng là bản quy thôi. Nhưng mà thấy nó chuẩn chỉnh hơn á. Dịch đồ ngon nè. Có khi nào đây là lấy từ bản gốc không nhỉ? Đó. Ừ. Ngon lành. Nào. Vậy thì phải chi là nó ngon rồi. Ok rồi nha. Ui, hình ảnh nó cũng sáng hơn cái bản kia nữa anh em. Đúng không? Nhìn thấy nó, cái ánh sáng của nó. Không biết là lúc mà các bạn xem cái video này thì ánh sáng của game ra sao, chứ hiện tại thì cái ánh sáng mà Heo đang chơi thì nó khá là mịn và khá là ok sáng ha. Nhìn cây đồ nó cũng rực rỡ, tươi mát hơn, chứ không phải là màu đen đen đồ này nọ ha. Thì mà đầu vô chắc không có gì đâu ha. Để coi. Đúng rồi, chưa có gì hết. Thôi để nó tự auto, tự nó chạy nhiệm vụ nha. Chúng ta đến với thông tin server đây. Đây, Nhất Long Kiếm Mobi khai mở máy chủ 2. Open 11 giờ ngày 5 tháng 4. Viết code tân thủ Nhất Long Kiếm máy chủ mới. Nhập code tại trang chủ. Link nhập code game nè ha. Trang chủ game nè, nhóm Zalo nè, rồi link móc tháng nè, móc tuần nè, link nhập code tặng level 353 nè. Tặng level 353, mở chức năng game, tặng ngay 300.000 kim nguyên bảo, VIP 4, tiêu kim nguyên bảo lên VIP, tặng ngay 100 thẻ nhân 3 kinh nghiệm tha hồ ít cấp. Úp cấp ở lọt, tặng bộ thời trang mỗi ngày, tặng code và các event hấp dẫn, điện thoại chơi nụt máy tính càng ngon. Đánh boss rơi đồ cực VIP, tính năng dân cài game này cân tất thoải mái, đi ngủ nhận đồ ngon, code phát mỗi ngày, úp lực chiến. Đội ngũ hỗ trợ support 24/7, like, share, comment để nhận code. Được nhỉ? Được đấy. Ôi, Ok, đi nhập code liền. Trời, nghe mà có phi ngon lành vậy là vô liền. Đây, nhập code đây đúng không? Ok, đang ở S1. Lùm gạo. Để coi. Khoan, nhập từ hả? Wow. Ui, bù luôn hả? Ui, code cho lắm thế. Thời trang. Rồi từ, đừng có xài vội. Kim nguyên bảo, khóa. Này gì đây? Trang bị 4, từ luôn, không xài luôn, từ đừng vội. Đây trang bị nạp đầu. Rồi vàng. 4.000 hả? 4.000 này chắc là mua ấy. Ôi, A-ship nè. Đó, mở chức năng thiệt mấy ông ơi.
352 hiệp, 353 hiệp. Ô, mở một đống event thì bung luôn. Wow. Đây là cái gì đây? Dùng. Đây là cái gì ạ? Thanh minh kiếm. À, hình như là skin. À không, thời trang. Từ từ, vậy là từ từ. Cái này dùng. Cái này là khung chat. Khung nào đẹp, khung này quá. Ok. Rồi hộp quà trang bị. Ô, idol. Một lít một anh em à. Ôi rồi ôi. Ôi. Rồi. Trời ơi. Coi kìa. Trang bị lên kìa. Trời ơi. Chết. Quá trời luôn anh em ơi. Ôi. Coi kìa. Trời ơi. Đâu mà một đống vậy. Thôi bỏ qua đi. Tiếp lại nào. Để coi. Đây. Kiếm này. Trang bị. Đó. Ok không. Đó. Trang bị bậc 4 hết. Rồi mấy cái kia thì đem đi phân rã. Phân rải. Vậy là vừa rồi. Đấy. Bỏ lên. Ơ cái màu đỏ ngon hơn hả ta. Không. Cái màu kia ngon hơn. Trời. Phi trang bị luôn. Ủa alo. Game free hết rồi. Chùy thì lấy cái chùy này hả? Thôi từ từ, còn code nữa. Mình còn code nữa. Nhưng mà trước thì từ từ bình tĩnh. Ôi dồi ôi, trong này nó còn một đống luôn nè. Hết. À không, cái này mở tính năng anh em ơi. À không, trong này vẫn còn một mớ đồ. Vậy là nó bị kẹt ở ngoài đó đó. Cái gì vậy? Để từ từ. Bắt đầu hơi nhiều rồi đó. Là mở tính năng bét đồ này nọ. Ôi phiên bản này ngon nha. À, nhập thêm code nữa coi. Từ từ bình tĩnh. Bắt đầu con này bắt đầu thấy ngon rồi đó anh em à. Được rồi đó. Ok nha, hai code cuối nhập luôn. Đây, từ từ bình tĩnh bỏ qua. Nào đứng đi chờ đi con. Ôi cái gì vậy? Ôi trang bị luôn hả? Hộp quà tiếp kìa. Ôi. Quà lắm thế. Đá. Rồi kim nguyên bảo. Rồi thời trang. Rồi phong nền luôn hả? Rồi thời trang tiếp. Thời trang nữa. Ủa. Vậy là game này phi muốn hết rồi. Giờ vô là chơi thôi đó hả? Alo. 300.000 thiệt kìa. Rồi đây. Quang từ để xếp lại. Rồi ok. Dùng nè ha. Đó. Đây bối cảnh kích hoạt. Đó. Rồi bây giờ chúng ta. Cái này là cái đầu đúng không ha. Đây là cái này. Thời trang nào đẹp ta. Cái này đẹp không vậy. Không nhìn được. Lấy số 10 đây. Rồi lấy số 10. À, đẹp trai nè. Trời ơi. Ú, bản này có nhiều cái skin mới hả? À không. Cái này đẹp hơn. Cái này đẹp hơn. Này gì đây? Ú, tới 3 cái lận hả anh em? Ui men, vậy là lận cái cúp nữa nè. Đây. Ôi, tính được không? Lụm nè, quyền trượng bóng đá. Chúng ta có 3 cái. Thì heo sẽ lấy con này. Một cái chì bí đỏ. Một cái chì búa. Ok, rồi cái này là cái khung gì đây. Cái này luôn đi. Tôi đang đi theo một cái set. Đây, đó. Cái chì nè hả. Nè, cái búa nè. Kích hoạt luôn. Nhưng mà để cho nó cầm cái này đi. Vô. À, cái vòng tay. Ok. Từ bình tĩnh. Game cho rất nhiều luôn. Nhưng mà mấy cái kia không xài chắc đem đi phân giải chứ để làm gì ta. Ôi cái này chưa đủ hả. Cần 700 à, không. Hình như là điểm. Oh.
khoan, vô đây. Điểm hụt tính. Đây, thêm điểm. Đề cử xác nhận tiến cử. Đây, đúng rồi. Đủ điểm đây nha mình mặc không? Ủa, vẫn không đủ ta. Thiếu 50. Cần trí lực 700 mấy hả? Mọi người, hồi nãy nhầm rồi. Hồi nãy như đăng lộn rồi. Thêm điểm. Ủa, bây giờ làm sao để trừ nó ra? Đậu, không tắt được. Hồi nãy phải để trí lực lên rồi mặc cái trang bị đó vô xong rồi. Trời ơi. Không để ý, anh em nhớ để ý cái phần đó nha. Ok, phiên bản này đầy đủ á, heo thấy ngon á. Anh em nào có chơi thì có thể vào tham khảo ha. Link heo để dưới phần mô tả cũng như là bình luận ha. Ok, ôi ôi, mở bún hết luôn mấy cái nhiệm vụ rồi. Giờ chỉ việc nhập code và quẩy thôi các bạn. Đây xe vờ mới. Thời trang đang hú đồ. Boss sự kiện login đồ ha. Ôi ơi à. Nào, vô kỳ trân cát. Điều đầu tiên là mua cái này. Còn là 3.000 điểm, để đó thôi. Ui. Wow. Ôi man, cái danh hiệu nó cũng đẹp hơn mấy cái bản kia nữa kìa. Ôi ơi, thẻ đổi tên, đổi danh hiệu. Ôi, trong này bán nhiều hơn là mấy cái bản được trước luôn ha. Là phải lên level nó mới mở ta. Chắc cũng có thể là lên level nó mới mở cái này gì đây. Quà tầm bảo mảnh khắc. Rồi quà đá anh hùng. Này, ngoại trang thì có mấy cái này thôi. Rương đá để đổi phái hả? À, ngoại trang, tiệm vàng, điểm tích. Ôi, điểm tích mua được cái nguy hiệu này hả? Nguy chương, dũng sĩ gì đó. Ok, tiệm ban hội. Ok, ngon rồi anh em ơi. Ok nha. Ok, có VIP luôn nè. Ôi, VIP 4 mà nay làm nó cũng đẹp hơn các bạn mấy cái bạn kia nữa anh em. Ngon. Rồi, ok hết đó. Thấy ngon vậy là ngon. Ok rồi. Nào, kéo nó lại. Ủa. Đó, còn chỗ này nữa hả? Phúc lợi đồ nữa nè. Ôi man. Rồi, ok. Ôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bản này rất ngon, rất thơm và thấy khá là thú vị ha. Đó, quy thời trang, quy skin rồi các kiểu, quy luôn level 353 ha. Nhập code là lụm luôn, trang bị thì quá trời luôn. Trang bị thì em nó đang mặc bộ Minh Quang Hộ. À, quá VIP luôn các bạn ơi. 3 sao bậc 4. Ok, thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.